Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là chuỗi podcast mà chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những cái góc nhìn thú vị xung quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Nếu như đảo qua Twitter trong một tuần đổ lại đây thì chắc hẳn là nhiều anh em sẽ bắt gặp một cái sự trùng hợp khi mà hai cái tên Layer 2 rất là đáng chú ý ở thời điểm hiện tại là ZKSync và Optimism thì họ đều có những cái thông báo, những cái cập nhật hết sức là đáng chú ý liên quan đến cái bộ công cụ để phát triển những cái Layer 3 của mình. Thì nếu như đảo qua những cái thông báo này thì nhiều anh em sẽ bắt gặp một cái điểm chung giữa hai cái bộ công cụ này, bộ công cụ ZKStack của ZKSync và OpenStack của Optimism. Thì về đâu đó chúng ta sẽ thấy được một cái sự giống nhau, đó là các cái layer 3, các cái mạng lưới layer 3 khi mà sử dụng các cái bộ công cụ này thì có thể tùy chỉnh được phí gas theo cái đơn vị token mà mình mong muốn, thay vì là đơn thuần chỉ phải sử dụng cái đơn vị là Ethereum, ETH. Thì đó là cái điểm chung mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được. Tuy nhiên, với cá nhân mình khi mà theo dõi những cái cập nhật, những cái thông báo liên quan đến hai cái bộ công cụ này thì cá nhân mình cũng có một cái thắc mắc, nhận ra được là một cái điểm khác nhau giữa hai cái bộ công cụ này, đó là ZKSync thì họ sẽ hỗ trợ cho các cái layer 3 phát triển một cái giải pháp theo cái mô hình là Validium. Còn Optimism thì cái chế độ mà họ hỗ trợ cho các cái layer 3 của mình đó là cái Plasma. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vì sao có cái sự khác nhau này, và chúng ta sẽ đi tìm những cái lý do cũng như là những cái bản chất cốt lõi về mặt thiết kế để có thể tìm hiểu xem là những cái giải pháp này tại sao họ lại chọn những cái hướng đi khác nhau, đó là Validium và Plasma, và liệu các cái giải pháp này có cái lợi ích hay cái hạn chế nào hay không. Trước tiên thì chắc chúng ta sẽ nói một xíu về cái khái niệm anh em ha. Thì Validium, chúng ta có thể hiểu nôm na đây là một cái giải pháp mở rộng của hệ sinh thái Ethereum. Thì Validium họ không có đăng tải những cái dữ liệu liên quan đến giao dịch, các cái thông tin chi tiết của một cái block lên on-chain, và họ cũng xử lý cái khâu khả dụng dữ liệu, đó là data availability, cũng ở nằm ngoài cái không gian off-chain luôn. Vậy thì nhiều anh em sẽ thắc mắc là Validium thì nó sẽ thừa hưởng cái tính bảo mật và cái tính an ninh của Ethereum theo cái cách như thế nào. Thì những cái proof về mặt khả dụng dữ liệu được lưu trữ ở một bên thứ ba nằm ngoài cái không gian của blockchain thì nó sẽ được ký và nó gửi lên cái mạng lưới của Ethereum để các cái validator có thể xác thực cái thông tin này. Và cái dữ liệu giao dịch của cái mạng lưới Validium này thì nó sẽ được đăng tải nhưng mà dưới dạng là những cái roots, tức là những cái gọi là những cái bản tóm tắt nhất, chứ nó không đăng tải một cái thông tin chi tiết về các cái giao dịch đã được đính kèm ở trong cái block đó. Thì đó là cái mình tạm gọi là một cái giải thích chi tiết về cái cách vận hành của Validium. Nói thêm cái này một xíu thì những cái bằng chứng được xác thực và gửi về Ethereum đối với Validium thì nó sẽ là những cái validity proof, hay còn gọi với cái tên gần gũi hơn là cái ZK proof. Còn với Plasma, các cái dữ liệu về giao dịch lẫn cái khâu khả dụng dữ liệu thì nó cũng sẽ được xử lý ở ngoài off-chain. Tuy nhiên khác với Validium thì Plasma xử lý cái tranh chấp, những cái xác thực ở trên mạng lưới thông qua cái cơ chế fault proof, một cái cơ chế mà chúng ta cũng đã khá quen thuộc với các cái optimistic rollup rồi anh em ha. Vậy thì nếu như bỏ lên một cái mình tạm gọi là một cái ma trận, một cái đồ thị, thì chúng ta có thể thấy là nếu mà xét theo cái khía cạnh sử dụng validity proof và fault proof thì chúng ta có thể chia ra thành hai nhóm, đó là ZK rollup và Validium thì nó sẽ sử dụng cái cơ chế là validity proof để nó gửi những cái bằng chứng xác thực và đối chiếu lại ở trên Ethereum. Còn về phía bên kia fault proof thì chúng ta sẽ có hai cái giải pháp là optimistic rollup và Plasma. Còn theo một cái trục khác, đó là cái trục mà
DAI on-chain hoặc là những cái dữ liệu giao dịch on-chain, thì chúng ta có thể thấy là ZK Rollup và Optimistic Rollup là các cái giải pháp mà nó sẽ công bố những cái khả dụng dữ liệu ở trên on-chain luôn. Còn Validium và Plasma thì nó sẽ xử lý cái khâu DAI này ở ngoài off-chain, ở ngoài cái không gian của blockchain ha. Như vậy với cái thiết kế này thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một cái xu hướng phát triển, một cái xu hướng mở rộng của Ethereum, đó là Layer 2 sẽ sử dụng các cái Optimistic Rollup hoặc là các cái ZK Rollup để hưởng được cái yếu tố an ninh của Ethereum một cách nhiều nhất, và nó cũng đâu đó giảm thiểu được cái chi phí DA rồi. Và đâu đó cái hạn chế của hai cái cách tiếp cận này, đó là cái chi phí về DA thì nó đã được xử lý sau cái nâng cấp EIP 1844 rồi, cho nên là cái lợi thế cạnh tranh về mặt đưa DA ra off-chain của hai giải pháp là Validium và Plasma thì đâu đó nó sẽ không còn hữu dụng lắm khi mà đưa hai cái giải pháp này xuống cái layer 2 và cắm trực tiếp vào Ethereum. Do đó chúng ta nhận thấy một cái xu hướng, đó là cái layer 2 thường nó sẽ là các cái rollup, và cái layer 3 như chúng ta thấy nó sẽ được tối ưu cho những cái tác vụ cụ thể, và nó sẽ mở rộng cái tốc độ xử lý giao dịch cũng như là cái tối ưu chi phí thông qua những cái hình thức là Validium và Plasma anh em ha. Thì đó cũng là cái lý giải vì sao mà chúng ta thấy một cái cấu trúc các cái bộ công cụ Layer 2 hiện tại thì họ sẽ có những cái tinh chỉnh cho hai cái cơ chế là Validium và Plasma. Rồi, vậy thì sau khi chúng ta đi qua một cái bức tranh tổng thể như vậy thì chúng ta cũng có thể phần nào trả lời được cái câu hỏi của tập podcast sau này, đó là vì sao các cái giải pháp như ZK Sync thì họ chọn tối ưu cho các cái hướng đi là Validium, còn những cái giải pháp như là OpenStack thì họ lại tối ưu cho các cái giải pháp Plasma. Đó là vì cái cơ chế bằng chứng xác thực của họ nó có một cái sự tương đồng với nhau, thì do đó nó sẽ dễ dàng được tích hợp vào trong cái bộ công cụ hơn. Với ZK Sync thì cái cơ chế xác thực Validity Proof nó sẽ tương đồng với cái cơ chế xác thực của Validium, thì họ sẽ dễ dàng bỏ vào trong cái bộ công cụ của mình để hỗ trợ phát triển những cái chain mới, những cái chain layer 3. Còn với OpenStack thì vì họ sử dụng một cái cơ chế là Fault Proof cho nên là nó sẽ tương thích hơn với cái cách tiếp cận là Plasma. Thì nhiều anh em nghe đến đây, nếu như có thắc mắc về cái khái niệm Validity Proof và Fault Proof thì có thể tìm lại cái từ khóa này. Bọn mình đã có một cái tập DeFi Discussion riêng để giải thích cái sự khác nhau của hai cái cơ chế này, cũng như là lợi ích và những cái đánh đổi của từng cái loại bằng chứng này ha. Rồi, ngoài cái sự khác nhau trong cái cách gửi bằng chứng xác thực xuống cái layer phía dưới thì Validium và Plasma còn có những cái sự khác nhau về mặt ứng dụng. Thì chúng ta có thể thấy là Validium thì vì họ sử dụng cái ZK Proof, tức là nó sẽ đâu đó nó tối ưu hơn trong cái khâu đảm bảo an toàn về tài sản, thì những cái ứng dụng, những cái layer 3 sử dụng Validium thì nó sẽ được tối ưu cho các cái sản phẩm tài chính, những cái sàn giao dịch hoặc là những cái nền tảng phái sinh mà nó cần cái tốc độ xử lý cao thì Validium nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu này. Tuy nhiên có một cái lưu ý, đó là Validium thì về bản chất nó sẽ có những cái đặc tính của cái cơ chế Zero Knowledge, cho nên là nó sẽ không tương thích mấy với cái hệ thống máy ảo của EVM. Do đó khi mà các cái mạng lưới mà họ tích hợp cái cơ chế Validium này thì họ sẽ cần phải có những cái tinh chỉnh về mặt, có thể là họ sẽ phải hỗ trợ những cái tương thích với EVM, hoặc có thể là họ sẽ vận hành thêm một cái cơ chế biên dịch làm sao để hỗ trợ những cái hệ thống mẹo khác. Thì đó là những cái ghi chú về Validium. Còn với Plasma thì nói một cách nôm na thì Plasma nó sẽ theo một cái cơ chế là UTXO. Thì đây là một cái cơ chế blockchain mà chắc hẳn là những anh em nào đã tìm hiểu về Bitcoin thì cũng đã nghe qua cái cơ chế UTXO này rồi. Thì cái cơ chế này nó không tối ưu cho một cái mạng lưới về smart contract. Do đó là Plasma thường nó sẽ được ứng dụng cho những cái mục đích như là gửi tiền, payment, hoặc là những cái ứng dụng liên quan đến bridge, cầu nối, những cái tác vụ nó không quá phức tạp liên quan đến quản lý những cái tài khoản khác nhau, những cái account khác nhau.
thì Plasma nó sẽ có một cái điểm khác biệt như vậy. Nó không hỗ trợ quản lý theo cái kiểu gọi là account based như là Ethereum, mà nó sẽ theo cái mô hình UTXO của Bitcoin. Do đó là nó sẽ hơi chúc chắc một xíu trong cái khâu triển khai là như vậy. Rồi, sau khi chúng ta đã tìm hiểu một vài khái niệm cách các cái mạng lưới, các cái giải pháp này hoạt động, cũng như là những cái sự khác nhau trong cơ chế và ứng dụng, thì chắc hẳn là nhiều anh em sẽ thắc mắc là đâu sẽ là cái giải pháp tối ưu hơn. Thì thú thật là chúng ta không có câu trả lời mặc định cho cái vấn đề này. Chúng ta biết là cả Validium lẫn Plasma nó đều tối ưu hơn về cái mặt scaling, tức là nó tăng tốc độ giao dịch, nó giảm chi phí. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có những cái rủi ro, vì phần lớn các cái vận hành của hai cái mạng lưới này nó sẽ được xử lý ở ngoài off-chain. Và nếu như mà lướt Twitter trong một tuần vừa rồi thì nhiều anh em cũng thấy là rất là nhiều những cái KOL họ cũng đánh động và cũng lưu ý đến người dùng về cái câu chuyện này. Vì khi mọi thứ nó xử lý ở cái không gian off-chain thì các cái đơn vị này khi mà họ có những cái hoạt động gian dối và họ không cho người dùng rút tiền thì đây sẽ là một cái vấn đề nó khá là nan giải đối với người dùng. Thì nói về cái câu chuyện là khả năng rút tiền từ những cái giải pháp này về cái layer phía dưới thì chắc hẳn là anh em cũng sẽ cần phải chú ý một xíu. Với Validium thì cái vì là cái ZK proof cho nên là họ sẽ hỗ trợ rút tiền nó nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn, giống như những gì mà chúng ta có thể thấy là với ZK Rollup khi mà chúng ta rút từ layer 2 về layer 1. Còn với cái Plasma, vì cái cơ chế fast proof lẫn những cái việc là họ xử lý cái DA, cái khả dụng dữ liệu ở ngoài off-chain, thì đâu đó nó sẽ cần có một cái cơ chế khác để đảm bảo là người dùng có thể an toàn rút tiền. Thì đây là cái cơ chế gọi là mass exit, tức là đồng loạt tất cả người dùng ở trên cái mạng lưới Plasma yêu cầu rút tiền đồng loạt, để tránh cái trường hợp là một cái đơn vị operator họ có thể gian lận và họ đánh cắp cái tài sản của người dùng. Thì đây là một cái cơ chế mà mình nghĩ là nó cũng khá là phức tạp, nhưng mà nó là một cái lớp bảo vệ cho người sử dụng các cái mạng lưới Plasma này. Thì mass exit hiểu nôm na là nó sẽ khi mà có một cái đơn vị operator họ gian lận thì tất cả người dùng có thể gửi cái yêu cầu rút tiền của mình xuống cái layer phía dưới, và để gọi là tránh cái trường hợp là cái đơn vị vận hành đó họ phân run, tức là họ đi trước những người dùng trong cái khâu rút tiền, thì từ đó nó có thể gây ảnh hưởng đến những cái thất thoát về tài sản. Thì đó là cái câu chuyện mà anh em khi sử dụng những cái mạng lưới này cần phải quan tâm. Vì đôi khi chúng ta nạp tiền lên nhưng cái khâu rút tiền về cái layer phía dưới thì nó có thể gặp một vài cái trục trặc là như vậy. Yeah. Còn trở lại với cái câu chuyện là đâu là cái giải pháp tối ưu hơn, thì như mình có đề cập đó là chúng ta sẽ không có một cái câu trả lời chính xác hoàn toàn 100% cho cái câu hỏi này. Bản thân Vitalik trong một cái bài đăng liên quan đến những cái đánh đổi của các cái giải pháp layer 2 thì cũng có đề cập đến việc là các cái DApp và thậm chí là trong tương lai là các cái chain sẽ cần phải có những cái ưu tiên cụ thể cho mình. Ví dụ như là nếu như mà thích những cái ứng dụng mà nó có tốc độ xử lý cao thì đâu đó cái khâu an ninh nó sẽ phải đánh đổi một xíu, nó phải ít lại. Thì hoặc là nếu như mà đối với những cái ứng dụng về mặt tài chính chẳng hạn thì cái độ an ninh, cái độ đảm bảo tài sản nó không bị thất thoát nó sẽ cần phải cao hơn, thì đâu đó nó sẽ phải đánh đổi lại bằng cái tốc độ giao dịch nó không được nhanh bằng và đâu đó cái chi phí nó không được tối ưu bằng. Thì về cơ bản cái bài toán của Validium và Plasma nó cũng tương tự như vậy. Thì anh em có thể tìm đọc cái bài viết, cái tóm tắt cái nhận định này của Vitalik trong cái đường dẫn ở phía dưới description, phần mô tả. Thì chắc chắn là bọn mình sẽ để cái đường dẫn để anh em có thể đâu đó hình dung thêm về những cái đánh đổi của các cái giải pháp Plasma và Validium trong cái bối cảnh mà rất là nhiều những cái mạng lưới nó được xếp chồng lên nhau và rất là nhiều những cái giải pháp nó đan xen lẫn nhau như vậy. Thì việc hiểu được những cái cách vận hành giữa các cái mạng lưới thì đâu đó nó sẽ giúp chúng ta tự tin hơn khi chúng ta trải nghiệm những cái sản phẩm mới, khi mà chúng ta nạp tiền lên và chúng ta rút tiền về, chúng ta đâu đó có cái sự chuẩn bị những cái phương án cho riêng mình, khi mà chúng ta ước lượng được cái rủi ro có thể xảy ra và chúng ta có được những cái phân bổ vốn làm sao cho nó phù hợp với cái mức độ rủi ro của từng cái giải pháp.
Rồi thì mình nghĩ là tập tuần này nó sẽ là một tập ngắn thôi, để chúng ta có thể gợi mở với nhau những cái từ khóa, những cái gạch đầu dòng về cái Validium và Plasma này. Chắc chắn là với cái định dạng âm thanh và với cái thời lượng của podcast thì rất là khó để chúng ta có thể nói chi tiết về từng cái giải pháp kỹ thuật. Cho nên là bọn mình sẽ để những cái bài viết liên quan đến cái hai cái từ khóa đáng chú ý này để anh em có thể tham khảo. Và mình tin là với việc các cái bộ công cụ Layer 2 họ đang phát triển và hỗ trợ những cái lớp Layer 3 đi theo cái định hướng này, và với việc là Vitalik cũng đâu đó có những cái bài đăng liên quan đến các cái giải pháp Plasma và Validium, thì đâu đó những cái giải pháp này nó sẽ xuất hiện nhiều dự án họ chọn cái hướng đi này hơn và giúp tăng cái khả năng xử lý giao dịch, tăng cái tốc độ cũng như là tối ưu cho từng cái mục đích cụ thể của bản thân cái dự án đó trong thời gian tới. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy nhiều cái dự án họ có những cái cách tiếp cận với Validium và Plasma nhiều hơn trong thời gian tới, và lúc đó thì chúng ta sẽ đâu đó hình dung được là những cái khái niệm này nó sẽ như thế nào, cách vận hành nó như thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ có được những cái nhận định nó sát sao hơn, nó đa chiều hơn về những cái sản phẩm mới khi mà họ ra mắt và họ nói là à, chúng tôi sử dụng những cái cơ chế, những cái cách thức mở rộng như thế này. Rồi, thì nó là một vài cái chia sẻ của cá nhân mình trong DeFi Discussion tuần này. Hy vọng là nó mang lại những giá trị và giúp anh em có thêm những cái thông tin hữu ích. Và nếu như mà anh em thấy tập DeFi Discussion tuần này hữu ích và mang lại nhiều cái thông tin thú vị thì có thể để lại cho mình một like cũng như là chia sẻ đến những người xung quanh, những người mà đang đồng hành cùng với các bạn ở trong cái hành trình là tìm hiểu về một cái mạng thị trường nó khá là sơ khai như thế này. Thì cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Rồi bye bye anh em.